hiểu và dạy trẻ đúng cách. Chúng tôi có 5 chủ đề. Thứ nhất là chúng ta cùng tìm hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ. Thứ hai là sau khi chúng ta tìm hiểu tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ rồi, vậy thì làm thế nào để giao tiếp với trẻ một cách phù hợp? Và thứ ba là chúng ta đi về quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Thứ tư là phương pháp dạy trẻ đúng cách. Và cuối cùng là chúng ta giúp trẻ định hướng tương lai. Trong bài giảng này, chúng tôi xin chia sẻ với các quý vị về chủ đề làm thế nào để giao tiếp với trẻ một cách hiệu quả. Chúng ta biết là hiện tại, đa phần các cha mẹ của chúng ta đều gặp những cái khó khăn trong giao tiếp với trẻ, không nhiều thì ít. Vậy những khó khăn giao tiếp đó là gì? Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng, chúng tôi nghiên cứu trên trường hợp của trẻ từ học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với trẻ từ học cấp 1 là màu hồng, cấp 2 là màu xanh và cấp 3 là màu đỏ. Con chống đối, bất hợp tác với cha mẹ chiếm một tỷ lệ khá cao trong cả 3 cấp. Cha mẹ không thể trò chuyện với con thì trong đó cấp 3 là chiếm tỷ lệ nhiều hơn cả. Cha mẹ khó kiểm soát bản thân khi con mình chống đối, bất hợp tác, không nghe lời thì trong đó cũng rơi vào tỷ lệ trẻ cấp 3 là nhiều. Cha mẹ không nắm bắt được tâm sinh lý lứa tuổi của con mình thì chúng ta nhìn thấy 3 cấp độ. Với tiểu học thì ít nhất, sau đó đến cấp 2 và cuối cùng ta thấy theo tỷ lệ tăng dần. Con càng lớn thì cha mẹ lại càng khó nắm bắt được tâm lý, tâm sinh lý và những suy nghĩ, những hành vi của con. Lý do vì sao? Vì rất nhiều cha mẹ chúng ta thiếu mất các kênh thông tin, thiếu mất những nguồn hỗ trợ về kiến thức, về kỹ năng để có thể giao tiếp với trẻ hiệu quả. Nhiều cha mẹ cho rằng họ thiếu thời gian để tìm hiểu con mình, thiếu thời gian để dành cho con mình. Khó khăn khi nói chuyện với con về việc học của con thì chúng ta thấy khi trẻ cấp 1 và cấp 2 thì cha mẹ, rất nhiều cha mẹ khó nói chuyện về học của con. Và đến cấp 3 thì cái tỷ lệ này thấp hơn một chút. Cha mẹ khó nói chuyện về các mối quan hệ của con thì chúng ta thấy đối với trẻ tiểu học thì tỷ lệ này là thấp nhất. Nhưng trẻ cấp 2 và cấp 3 thì xấp xỉ 50%, một nửa số cha mẹ khó nói chuyện về các mối quan hệ của con. Nói chuyện về giới tính, ở đây chúng ta cũng nhận thấy là cấp 1 và cấp 2 thì cha mẹ có cái việc khó khăn chỉ xấp xỉ 30%, nhưng đến khi trẻ học cấp 3 thì cái khó khăn này nó tăng lên và xấp xỉ 50% cha mẹ có con học cấp 3 họ khó nói chuyện về giới tính. Hướng dẫn con cách kỹ năng sống cũng tương tự như vậy. Với trẻ tiểu học thì còn thấp, xấp xỉ 30%, nhưng với trẻ cấp 2 và cấp 3 thì đã xấp xỉ 40-50%. Chính vì những cái khó khăn này của các cha mẹ khi chúng tôi phỏng vấn và sự trao đổi với các cha mẹ thì chúng tôi mong muốn được chia sẻ với các bậc phụ huynh về làm thế nào để có thể nói cho trẻ nghe và làm thế nào để chúng ta nghe trẻ thì trẻ sẽ nói. Làm thế nào để trẻ có thể vâng lời cha mẹ và giúp cho trẻ tự tin, biết tự trọng bản thân. Vậy, kỹ năng chủ đề kỹ năng giao tiếp với trẻ cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta hãy cùng hồi tưởng. Vậy thì khi chúng ta còn nhỏ, ai đã từng trải qua thời kỳ từ nhỏ cho đến lớn? Vậy chúng ta hồi tưởng xem chúng ta có ấn tượng gì, kể cả về mặt tích cực và tiêu cực, với cách mà cha mẹ mình đã sử dụng để giáo dục, để dạy dỗ con mình và để giao tiếp với mình. Khi mình còn đang nhỏ, chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ. Và cái điều gì khiến cho các anh chị lúc còn nhỏ đó chống đối lại cha mẹ hoặc là anh chị mình? Và tại sao lúc đó chúng ta lại thể hiện như vậy? Bây giờ khi chúng ta là một cha mẹ thì chúng ta thường hay yêu cầu con mình làm gì và không được làm những gì. Và trẻ phản ứng ra sao? Có những lúc nào trẻ nghe lời và những lúc nào thì trẻ chống đối? Và tại sao thì trẻ lại chống đối như vậy? Mà chúng ta cảm thấy quen thuộc. Không được chọc cãi anh,
việc, đi học bài này, học hành những thế chỉ có đen mày. Tao là bố mày hay mày là bố tao? Con phải làm những gì mẹ bảo vì mẹ là mẹ của con. Vâng, câu nào thì phù hợp với các anh chị hay câu nào thì quen thuộc với các anh chị? Chúng ta có rất nhiều những cuộc giao tiếp thành công, có những cuộc giao tiếp có thể là đã thất bại với con cái của mình. Vậy thì mình thử nghĩ xem cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự thất bại trong cái lần giao tiếp đó. Những nguyên nhân nào thuộc về phía cha mẹ, những nguyên nhân nào thuộc về phía con, những yếu tố nào bên ngoài tác động ảnh hưởng gây cản trở cái quá trình giao tiếp. Vậy thì tại sao con bạn lại không nghe lời? Những nguyên nhân nào thuộc về phía cha mẹ, những nguyên nhân nào thuộc về phía cá nhân của trẻ? Mối quan hệ gia đình vân vân, rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp
chúng ta trao đổi với trẻ. Và tất cả những gì chúng ta nói nó sẽ như nước đổ lá quả, nó không đọng lại trong đầu đứa trẻ, và vì vậy trẻ không nghe và không tiếp thu những lời cha mẹ nói vào lúc tâm trạng không phù hợp. Có thể chúng ta có cái ý rất tốt thì chắc chắn cha mẹ là muốn con mình phát triển, con mình trưởng thành, nhưng cái cách thể hiện của cha mẹ như thế nào để trẻ có thể cảm nhận được cái điều đó, để trẻ có thể hiểu được điều đó, thì rõ ràng không phải cha mẹ nào chúng ta cũng có cách diễn đạt đúng ý. Đôi khi chúng ta có ý tưởng về nó, nhưng cái cách diễn đạt của chúng ta khiến cho trẻ còn nhỏ tuổi không thể hiểu được, và vì vậy chúng ta cũng thất bại trong cái lần giao tiếp như vậy. Trình độ của cha mẹ, trình độ của con mình, như vậy mình phải biết là con mình đang ở trình độ nào, khả năng nhận thức của con mình đến đâu, và trình độ của cha mẹ cũng rất tác động ảnh hưởng đến những cuộc giao tiếp. Ví dụ khi cha mẹ mà chúng ta thiếu mất trình độ văn hóa, chúng ta thiếu mất cái hiểu biết, chúng ta có rất có tiền lương nhưng chúng ta lại không biết làm thế nào để hiểu được trẻ, để giao tiếp được với trẻ, thì rõ ràng cũng ảnh hưởng đến cái cuộc giao tiếp đó. Hay ví dụ khi trình độ nói đến cái sự hiểu biết của cha mẹ khi trẻ gặp một vấn đề, ví dụ về công nghệ, con rất muốn tìm hiểu về công nghệ, hay con đang muốn tò mò về cái việc giới tính, hay muốn biết làm thế nào để giao tiếp với bạn bè, để giải quyết cái mối quan hệ của con, cha mẹ không đủ trình độ để chia sẻ với trẻ, để hướng dẫn trẻ, thì có thể khiến cho trẻ sẽ cảm thấy rằng nó không tin tưởng vào cha mẹ, và hoặc là chúng ta sẽ hướng dẫn cho trẻ cách xa, dẫn đến cái việc trẻ không hài lòng và dẫn đến việc có thể là không nghe lời cha mẹ. Rồi ngoài ra còn một loạt những cái yếu tố khác, ví dụ như trong cái cuộc giao tiếp đó bị ảnh hưởng bởi các cái ngôn nhiễu, những tiếng ồn, hay cái cách nói của chúng ta cái nghĩa nó không rõ khiến cho trẻ không thể hiểu được, hoặc là nhận thức của đứa trẻ còn ít, thậm chí là nhận thức của cha mẹ cũng bị tác động ảnh hưởng đến cuộc giao tiếp. Và cuối cùng đấy là cái ngôn ngữ cử chỉ không lời, ngôn ngữ cử chỉ, cái cách chúng ta giao tiếp trong quá trình giao tiếp với trẻ như thế nào thì cũng đều là một trong những yếu tố gây cản trở hay là cái thành công cho một cái cuộc giao tiếp. Như vậy chúng ta nhìn thấy chúng ta quản lý con quá nghiêm khắc, và với cái quản lý quá nghiêm khắc khiến cho đứa trẻ cảm thấy mình bị tù túng, mình bị ép buộc, tất cả mọi thứ mình đều nằm trong khuôn khổ và rất khó chịu về cái điều đó, dẫn đến việc chống đối và hợp tác với cha mẹ. Đôi khi chúng ta cái cách thức giáo dục con không phù hợp, có khi quá nghiêm khắc thì lại như vậy, nhưng có khi lại quá dễ dãi với con, chiều con đủ mọi thứ, thì cái cách này cũng không phù hợp với trẻ. Vâng, như tôi vừa nói là sự nuông chiều quá mức cũng dẫn đến khi đứa trẻ được nuông chiều quá mức thì đứa trẻ sẽ thấy mình là nhất và mình muốn gì là được. Vậy thì một cái khuôn khổ nào đó, một cái trường hợp nào đó khi đứa trẻ đòi hỏi và chúng ta không đáp ứng được thì dẫn đến việc là đứa trẻ sẽ tự ái và cảm thấy như thế là không đúng ý muốn của mình, và nó sẽ tỏ những cái thái độ với cha mẹ không nghe lời cha mẹ. Nhiều cha mẹ sử dụng, lạm dụng cái quyền lực, giống như câu nói tao là bố mày hay mày là bố tao, thì đôi khi chúng ta lạm dụng cái quyền lực của cha mẹ để áp đặt lên trẻ, và chắc chắn trẻ cảm nhận được cái điều này. Thế thì với cái quyền lực đó, với khi chúng ta sử dụng quyền lực để áp đặt trẻ thì bắt buộc trẻ ở cái thời điểm đó có thể nghe, nhưng trong lòng nó có thể chưa chắc đã phục và nó sẽ nấm ngầm chống đối bằng cách này hoặc là cách khác. Chúng ta không phải ai cũng nhận thức được 5 cái nhu cầu cảm xúc của đứa trẻ, cũng giống như chúng ta thôi, ai cũng có những nhu cầu về cảm xúc. Vậy thì có tới 5 cái nhu cầu cảm xúc của trẻ và chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Có những bậc cha mẹ quá kỳ vọng vào con, chúng ta đặt cái niềm kỳ vọng của con quá lớn và vì vậy chúng ta tạo áp lực cho con, và đứa trẻ lúc nào cũng cảm thấy là mình chưa đạt được, lúc nào cũng cảm thấy mình mệt mỏi với những cái kỳ vọng của cha mẹ đặt ra. Như vậy nguyên nhân từ phía cha mẹ thì có 6 nguyên nhân chính như sau, và đặc biệt là bên ngoài cái cách giáo dục của cha mẹ ở nhà thì bên cạnh đó một phần cũng không nhỏ đấy là cách giáo dục của nhà trường, của thầy cô tác động đến đứa trẻ. Trong nhà trường chúng ta biết là với mỗi một thầy cô thì có cách dạy dạy khác nhau, thậm chí với mỗi nhà trường chúng ta có những nguyên tắc chung, nhưng mỗi nhà trường có thể quản lý học sinh có thể có những cái đặc thù riêng. Thế và tất cả những cái cách giáo dục của nhà trường này thì đều có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến đứa trẻ. Nguyên nhân dẫn đến từ
đứa trẻ thì sao? Có những trẻ khả năng chịu được tâm lý rất là kém. Ví dụ tâm lý về mặt áp lực học tập. Ví dụ tâm lý về cái việc là mình là đàn anh, mình phải chăm sóc em. Hay tâm lý liên quan đến việc đấy, muốn cảnh sống của gia đình. Thì nhiều em cái khả năng chịu được tâm lý kém dẫn đến việc sẽ bắt đầu cáu bẳn, dẫn đến việc không hài lòng về bản thân, dẫn đến việc không tin tưởng vào người khác và dẫn đến việc chống đối và không đồng thời. Chúng ta thấy ví dụ đặc biệt là áp lực về học tập, ví dụ đặc biệt trong những cái kỳ thi chuyển cấp hay trong những kỳ thi học sinh giỏi hay trong những kỳ thi đặc biệt hay kể cả là thi học kỳ kiểm tra, thì tất cả những áp lực học tập, đặc biệt đối với những em học trường chuyên, thì khi những em mà cha mẹ quá kỳ vọng vào và đặc biệt là những yêu cầu nhà trường đặt ra cũng như kỳ vọng của chính bản thân các em tạo ra một áp lực khổng lồ, và vì vậy các em cảm thấy mình rất là mệt mỏi, và khi cái áp lực học tập đè nặng lên trên đôi vai của đứa trẻ thì khiến cho đứa trẻ cảm thấy luôn luôn mệt mỏi và cảm thấy mình không hài lòng với những cái điều dù là rất là nhỏ bình thường có thể các em, những em không bị áp lực học tập có thể vượt qua, nhưng với các em áp lực học tập nhiều hơn thì khó vượt qua hơn. Chúng ta đã cùng tìm hiểu trong cái phần quá trình phát triển ở trẻ gồm có các giai đoạn, thì trong đó cái sự mâu thuẫn trong quá trình dậy thì ở trẻ cứ trẻ càng lớn có thể chúng ta thấy ở những cái thời điểm khác nhau và có những cái mốc quan trọng thì tâm sinh lý của trẻ bị xáo trộn. Và với cái mâu thuẫn trong quá trình dậy thì ở trẻ sẽ tạo ra những cái biểu hiện và cái suy nghĩ, cái hành động của trẻ sẽ khác nhau. Nhận thức khác với cha mẹ, chúng ta thấy đôi khi cha mẹ thì nghĩ rằng là muốn thành tài thì phải học, nhưng có khi trẻ lại không nhận thức như vậy. Trẻ lại cho rằng là cần phải trải nghiệm nhiều hơn, thay vì là đọc sách nhiều, thay vì là phải học lý thuyết nhiều, thì trẻ mong muốn mình được trải nghiệm để được tự khám phá thì phát triển nhiều hơn. Hoặc đôi khi cha mẹ cho rằng là phải kìm kẹp, phải đi vào khuôn khổ thì con mới thành đạt, nhưng có khi đứa trẻ lại không muốn như vậy. Nó nhận thức rằng là cái sự kìm kẹp của cha mẹ là đang thể hiện sự không thương yêu với mình và đến mất đi các cơ hội trải nghiệm cuộc sống của trẻ. Như vậy chúng ta thấy một trong những nguyên nhân của phía trẻ là nhận thức của trẻ khác với của cha mẹ. Và chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những cha mẹ có thể dùng đòn roi hoặc là dùng cái cách la hét, mắng mỏ khi trẻ không vâng lời. Thì chúng ta đòn lần này, chúng ta đánh lần khác, chúng ta la hét hàng ngày, nhưng cuối cùng trẻ nhờn với cách giáo dục của cha mẹ, và vì vậy với những cái hình thức đó không còn giá trị và không còn tác động đến trẻ nữa. Và rất nhiều trẻ cái khả năng, cái động lực và cái khả năng tự quản lý mình rất lớn và trẻ muốn làm theo ý mình. Ví dụ cha mẹ nói rằng là con nên học cái này, con nên làm cái kia, nhưng trẻ không nghe theo và trẻ nghĩ rằng là mình sẽ làm theo cách mà mình muốn. Và vì vậy trẻ không nghĩ rằng cái việc học môn này là thích mà phải học môn kia. Ví dụ cái việc lựa chọn tiếng Anh, ngoại ngữ, chọn giữa tiếng Anh và tiếng phổ thông là đương nhiên. Nhưng bên cạnh đó, giả sử trẻ muốn học thêm một cái ngoại ngữ nào đó, thì cha mẹ khuyến khích con học tiếng Pháp, nhưng trẻ lại muốn học theo tiếng Trung Quốc. Vì khái niệm của trẻ, ví dụ là bây giờ tất cả hàng hóa Trung Quốc rất nhiều và rất đơn giản thôi, trẻ, cái đồ chơi của trẻ của Trung Quốc tràn ngập hay những đồ dùng của Trung Quốc rất nhiều, và vì vậy trẻ muốn rằng mình học tiếng Trung Quốc để mình có thể đọc cái hướng dẫn sử dụng, mình có thể giao tiếp được với những người bán hàng ở những cái nơi cửa khẩu vân vân. Thế thì đấy là trẻ muốn làm theo ý mình, và vì vậy dẫn đến việc là không nghe theo lời của chúng mẹ. Vậy thì sau tất cả những cái nguyên nhân mà tôi vừa nêu thì chúng ta thấy vậy giao tiếp hiệu quả thì trả lời cho những câu hỏi gì, theo các quý vị là những câu hỏi gì cần đặt ra? Thứ nhất là chúng ta phải xác định rất rõ ràng mình muốn trao đổi nội dung gì với con. Và thứ hai là nội dung là vậy, khi nào, thời điểm nào tốt nhất để chúng ta trao đổi với trẻ. Tại sao như ban nãy chúng ta phân tích? Rõ ràng là nếu tâm trạng trẻ không tốt, thời điểm không phù hợp thì giả sử thông điệp của chúng ta có nói đúng ý nhưng chưa chắc trẻ đã nghe lời hoặc trẻ đã nhận được đúng những ý mà chúng ta chia sẻ. Vậy cuộc trao đổi đó thực hiện ở đâu thì tốt nhất? Trong phòng của con, trong bữa ăn, trong salon hay trên đường chúng ta đưa con đi học
chúng ta chờ để xem phim cùng con, chúng ta chọn cái thời điểm nào chúng ta thấy trẻ dễ tiếp thu nhất và dễ dàng để cởi mở tấm lòng để chia sẻ với cha mẹ nhất. Và cuối cùng là làm thế nào để cái sự giao tiếp đấy được chuyển sang một cách tốt nhất, đấy chính là kỹ năng, đấy chính là những phương pháp chúng ta giúp cho trẻ. Chúng ta có thông điệp, chúng ta chọn được nơi tốt, chúng ta có thể chọn được một thời điểm, nhưng cái cách chúng ta truyền đạt, ví dụ từ cái ánh mắt cử chỉ hay từ đến lời nói, hay dùng bằng lời nói, hay dùng bằng email, hay dùng bằng cách viết, hay dùng bằng cách dí dỏm nào khác, thì đấy chính là phương pháp, cái cách thức chúng ta truyền đạt thông điệp đó cho con. Vậy để giao tiếp hiệu quả thì trả lời cho 4 câu hỏi chính.